lượt này thì hai bạn không đem về cho mình điểm nào cả. Bây giờ thì hãy nghe chàng trai của chúng ta chia sẻ về cái nghề của mình. Hiện tại Thịnh đang làm về huấn luyện trượt patin nghệ thuật cho các em bé. Anh ơi, anh có thể cho mọi người ở đây biết cái ý nghĩa của công việc của anh như thế nào không ạ? Bản thân mình là một cái người huấn luyện dành cho trẻ em. Thì hiện tại Thịnh cũng đã có làm một số cái ca như là chữa bệnh cho một số bé bị bệnh tật ở chân. Có một cái ca đó là cái em đó là con của một cái anh bác sĩ. Thì 3 tuổi rồi nhưng mà vẫn không có đứng vững được. Em đó là sinh đôi nhưng là bị bại não một bên. Cho nên là cái vấn đề thăng bằng của em nó rất khó. Đến khi nhận cái ca đó thì mình làm một thời gian từ 6 tới 8 tháng thì bé đã đi được bình thường, nhảy dây được, đạp xe đạp được và thăng bằng được. Thật là không ngờ, đúng không quý vị? Tôi thì tôi nghĩ là trượt patin là một cái môn thể thao giải trí thôi. Thường thì lúc nhỏ ba mẹ cũng không có cho, bởi vì cho rằng nó nguy hiểm. Nhưng mà không ngờ đến bây giờ khi mà nghe anh Thịnh chia sẻ xong á, thì đây là bộ môn đã giúp cho nhiều bé khuyết tật tưởng rằng không thể nào đi lại được, đi lại được, và đã ước mơ trở thành sự thật, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái môn này sẽ giúp cho bạn stress rất là nhiều. Và thứ hai đó là sẽ giảm cân, đặc biệt là về giảm cân. Đối với bộ môn patin này thì từ 15 phút cho tới 30 phút là bằng chạy bộ từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi. Không biết là hiện tại ngay bây giờ thì anh Thịnh có thể nào biểu diễn cho tất cả quý vị để được xem được không ạ? Ngày hôm nay thì Thịnh có thể biểu diễn trượt cho quý vị khán giả cũng như anh Vinh và chị Dạ và hai bạn Nam Anh, Nam Em và tất cả quý vị khán giả để xem chương trình này. Nhưng mà mình cũng nói trước là cái sân này hiện tại thì nó cũng không phù hợp để mình biểu diễn. Cho nên có những cái gì đó sơ suất và sai sót không đẹp thì mọi người hãy thông cảm dùm cho mình. Cân đúng không? Đó là Nam Em. Xin mời Nam Em bước lên sân khấu thử patin với lại anh Thịnh Nguyễn nào. Trời ơi, chia tay này không biết. Xin mời. Né đi không bây giờ, né chết bây giờ. Né nè, né nè, hết rồi. Đi thôi hả? Hai tay dịnh vào đầu gối. Em cũng chữ bước về, chân chữ về. Em cứ bước xoay lại, đúng không? Anh hãy quan sát em đi. Rồi, anh đang quan sát em đây. Phải coi chừng nha, cẩn thận. Đúng rồi. Đúng rồi, chậm thôi. Rồi, ok. Bây giờ em quay lại, em bước lại xe mô tô nha. Trời ơi. Rồi. Ê trời ơi. Bay quay xe hả?
Rồi, bên kia đi nha mình. Ơi chậm thôi, chị về chậm thôi, đúng rồi, cuối xuống. Rồi. Em phải nghe thầy. Hỗ trợ của Nam Anh. Rõ ràng là chỉ cần chưa đầy một phút thôi thì anh Thịnh Nguyễn đã giúp được Nam Em đứng vững và bước đi một vài bước. Như vậy thì tôi có tin là trong vòng một buổi thì là bạn này có thể trượt qua trượt lại ngon lành, đúng không? Vâng, cảm ơn anh Thịnh Nguyễn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại hai chàng trai, đó là Duy Anh và Đăng Quân. Xin mời. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng gặp lại ba chàng trai Duy Anh, Thịnh Nguyễn và Đăng Quân. Xin được tổng kết số điểm hiện tại của hai bạn. Nam Anh 15 điểm, Nam Em 20 điểm. Và bây giờ trước khi chúng ta cùng đến với thử thách thứ 3 thì mỗi bạn sẽ được chọn ra một chàng trai để làm người đồng hành với mình trong thử thách này. Và nếu như các bạn thắng ở vòng này thì các bạn sẽ đem về cho mình được 10 điểm. Và đặc biệt có một điều, chỉ có một trong số họ đang giữ một ngôi sao may mắn. Và nếu như ai chọn được ngôi sao may mắn thì người đó sẽ nhận được một phần quà rất hấp dẫn của chương trình. Xin mời hai bạn. Thôi giờ dày đi, bước lên đứng gần ai thì là chọn người đó đi cho dễ. Quyết định đi. Ừ, đi lên cảm nhận thôi luôn. Thôi lên sân khấu. Hãy chọn mặt gửi vàng đi nào. Đăng Quân, Duy Anh hay Thịnh Nguyễn? Xin chúc mừng bạn Duy Anh và bạn Đăng Quân đã lọt vào mắt xanh của hai khách mời ngày hôm nay. Và rất cảm ơn anh Thịnh Nguyễn. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, đã cho chúng tôi biết là cái bộ môn patin nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Và chúc anh sẽ còn phát triển nhiều hơn trong bộ môn patin của mình. Cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn mọi người. Như vậy là Nam Anh và Nam Em đã chọn cho mình được hai đồng đội. Và tôi tin rằng họ đang chọn đúng với cái giác quan của họ. Chúng ta sẽ cùng bước vào thử thách tiếp theo được mang tên là ngôi sao may mắn. Và trước khi đến với thử thách này, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Trở lại với vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Đây là một thử thách có tên gọi là bịt mắt chích bong bóng, rất là dễ thương. Bây giờ luật chơi như sau: họ sẽ có 3 phút, người nam sẽ cõng bạn nữ, họ nữ sẽ là mắt còn nam sẽ là đôi chân. Nữ sẽ phải điều khiển nam làm sao để đi đến vị trí và chích bong bóng. Trong vòng 3 phút, người nào chích được nhiều bong bóng hơn thì đó là đội chiến thắng. Bây giờ mình sẽ quảnh tù xì xem đội nào chơi trước. Xin mời. Nhường cho hai anh thanh niên. No, okay. Nhường cho hai anh thanh niên quảnh tù xì. 1, 2, 3. Rồi. Ai thắng ai thua nhỉ? Nhiều khi đứng đây thôi. Bên này thắng, em thắng. Thua. Rồi, thua thi trước ha. Bên này thắng, bên kia thua chứ. Rồi, thắng thi trước ha. Muốn sao muốn lại. Dễ mà. Thấy tao hiền ăn hiếp à. Thôi kệ, mình đằng chị, mình thi trước có làm sao đâu, đúng không? Rồi, khom xuống cho người ta leo lên nè. Dạ thưa thầy, cho em xin phép được mình bắt thầy lại quê. Sau đó em sẽ thả dê. Không. Sẵn sàng. 1, 2, 3. Lên. Bắt đầu. Có tính. 3 phút. Bắt đầu. Mẹ đi. Mẹ đi. Ủi đi. Điều khiển. Quay ra ngoài. Trời ơi. Nhớ tổ lại. Lui. Lui lại. Em điều khiển đi. Đâu anh ơi. Không. Chứ này chơi khó. Hay quá Kim Tuyến mới vô trong người á. Như vậy là sau 3 phút thì đội đỏ đã chích được 14 trái bóng. Wow. Rất tuyệt vời. Khó nhưng không phải đơn giản đâu. Còn đội xanh, đội Nam Em thì như thế nào đây? Trời ơi! 3, 2, 1, bắt đầu!
thấy cũng không có khó. Ủa lộn, cũng không có dễ. Nhưng mà chích bóng đỏ đi, đừng chích bóng xanh. Ta nói khó luôn. Chích à, chích, chích. Đừng có bóp cổ người ta trời ơi. Chích, chích. Ê, nhưng mà anh này xịt mùi nước hoa gì thơm dữ anh. Mùi nước hoa gì thơm dữ anh. Giống đi. Tập trung vào, hãy dùng giác quan của mình xác định quả bóng nằm ở đâu và hít một cái. Rồi, hai ba. Chết chưa? Ê, bả xỉu ơi, cho ngựa nghỉ xíu. Rồi, hết giờ rồi. 5, 4, cái cuối cùng 3, 2, 1, hình như bên đây nhiều kim tí hơn nữa. Chưa bao giờ trong cuộc đời thi đấu của bạn Duy Anh mà bạn mong hết giờ đến như vậy. Thật được cho mình tổng cộng là 8 trái bóng. Như vậy, phần thắng thuộc về đội của Nam Anh. Xin chúc mừng. Quá xuất sắc. Nam Anh đã giành được số điểm là 10 điểm. Đúng với câu không thầy đố mày làm nên. Cho nên tổng số điểm của Nam Anh bây giờ là 25 và Nam Em là 20. Chị em trong nhà giải thưởng gì chia đôi là thôi. Một nơi thôi. Trước khi công bố giải thưởng thì chúng tôi xin được tìm kiếm ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn. Không biết là có nằm ở hai bạn trai này hay không. Là bây giờ xin được phép đếm từ 3 đến 1. Nếu như ai có ngôi sao may mắn thì hãy đưa ra nhé. 3 2 1 Xin mời ngôi sao may mắn. Trời đất ơi, trời ơi, làm thiệt sao có thể như vậy được chứ. Cái phái ông thầy này quá trời ơi. Thôi, trời thôi, ông vừa may mắn, ông vừa giỏi mà ông vừa đủ thứ hết trơn rồi, ai chịu nổi ông thiệt. Hả? Luôn á, ai chịu nổi thầy thì chết chứ ông thầy này thiệt luôn á. Và với ngôi sao may mắn này thì Nam Anh đã nhận được một phần thưởng, đó là một voucher 3,5 triệu. Trong chương trình ngày hôm nay, Nam Anh sẽ đem về cho mình 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhớ khung giờ phát sóng. Đó là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.